Thưa quý vị, lựa chọn địa điểm vui chơi cho con trẻ vào mỗi dịp cuối tuần hay là mỗi khi có dịp nghỉ lễ đều là một điều đối với các bậc phụ huynh là một điều không đơn giản khi mà ở đâu cũng có thiếu các điểm vui chơi an toàn và bổ ích cho trẻ. Và ở các thành phố thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một vài điểm vui chơi như là công viên hay là vườn thú hay là trung tâm thương mại thôi ạ. Vâng, như trong phần điểm báo đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã đề cập là các điểm vui chơi rất hạn chế đó tại các thành phố thì cũng luôn trong tình trạng đông nghẹt người. Và trước tình trạng đó thì mới đây một mô hình nhà sách đặc biệt đã được khai trương tại Hà Nội. Và đến với nhà sách thì các bé sẽ không chỉ đơn thuần là được chọn sách, mua sách mà có thể tham gia vào rất nhiều hoạt động thú vị khác như là giờ kể chuyện, lớp học làm bánh hay là giờ hoạt động khoa học và giúp trẻ có thể phát triển toàn diện các kỹ năng của mình. Và trong phóng sự sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nhà sách đặc biệt này. Nhìn những hình ảnh này chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một lớp học làm bánh cho trẻ nhỏ. Nhưng thực ra đây là một hiệu sách với rất nhiều hoạt động thú vị. Các bé đến đây không phải chỉ để chọn sách và mua sách nữa, mà còn được tham gia vào nhiều hoạt động bổ ích như tham gia vào lớp học kể chuyện, lớp học làm bánh, lớp học khoa học, vân vân. Mới mở cửa gần đây, nhưng mô hình nhà sách này đã tạo được sự thích thú cho nhiều em nhỏ. Con cảm thấy rất là vui và cũng rất muốn quay lại đây nhiều hơn để đọc những cuốn sách rất là hay. Con thấy hiệu sách này khác với những hiệu sách của con đấy là có nhiều chuyện hay, được làm bánh và nhiều thứ khác. Con thấy những hoạt động của rất thú vị và con muốn tham gia thường xuyên. Nhà sách The Book Square ra đời xuất phát từ ý tưởng muốn tạo ra cho các bé có một không gian để vừa chơi vừa học, cũng là để cho các gia đình có thêm một địa điểm để giải trí. Muốn mang lại cho các em cái niềm cảm hứng, niềm đam mê về sách, bởi vì ở đây không chỉ là các em đến là mua được quyển sách mà các em còn có thể là hiểu về quyển sách đấy hơn này, được có những cái trò chơi, những cái chương trình học để giúp các em có thể hiểu sâu và tận dụng được những cái kiến thức đấy trở thành kiến thức của mình. Các bậc phụ huynh cũng yên tâm khi cho con đến với hiệu sách này. Các con cháu tôi đến đây nó nói như vào một tòa lâu đài ấy, thì tôi thấy đặt là Book Square nhưng mà tôi nghĩ là giá tên là lâu đài sách thì sẽ đẹp hơn. Và nó là một điểm rất hấp dẫn, điểm mới vì nó có đúng thực sự là phục vụ các cháu thiếu nhi. Nó có chơi, có trò chơi, có kể chuyện, có học làm bánh. Để cho bọn trẻ con nó có một cái văn hóa đọc hay là duy trì được nó thì nên có những kiểu như thế này. Và các cháu đến thì các cháu sẽ có những cái cảm nhận về sách nó tốt hơn, cũng như là cảm thấy nó vui vẻ, thoải mái, dễ chịu hơn. Trong cuộc sống hiện nay, thế giới trẻ em gần như bị hòa tan vào trong thế giới của người lớn. Với những phim ảnh, mạng xã hội thì những không gian cổ tích như thế này thật sự là đáng quý. Và tình yêu đọc sách của trẻ thơ cũng bắt đầu từ những cảm xúc, từ những không gian như vậy.